Tại Yên Bái thì 400 hộ dân vẫn bị cắt điện hoàn toàn, thiếu nước sạch, lượng bùn đất rụt ứ thậm chí còn nhiều hơn tại các tuyến đường chính. Tất cả đang nỗ lực để khôi phục cuộc sống. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhân thêm sức mạnh cho đồng bào nơi bão lũ vượt qua khó khăn, nhưng cũng là một bài kiểm tra đo sự chân thành khi mà nhiều sự việc không hay biến tướng từ những sao kê tiền ủng hộ. Chuyện nóng ngày hôm nay sẽ cùng bàn về câu chuyện này. Bevinca, bão mạnh nhất trong 75 năm tàn phá Thượng Hải, Trung Quốc, ghi nhận đầu tiên về thiệt hại về người, nhiều khu vực mất điện và diện tích lớn đất nông nghiệp bị ngập lụt. Kính thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Trung Quốc, Sri Lanka, Áo và 14 đại sứ kiêm nhiệm đến trình quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Hà Vĩ được giao trọng trách đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung Quốc là nước hội tụ đầy đủ các ưu tiên đối ngoại của Việt Nam. Tin tưởng đại sứ sẽ đóng góp vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tiếp đại sứ Sri Lanka Posita Pereira, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn đại sứ góp phần tăng cường quan hệ hai nước, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Chúc mừng đại sứ Áo Philip Agathonos nhận nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng về những bước tiến trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua, mong muốn hai bên mở rộng hợp tác về công nghệ mới, an ninh mạng, năng lượng xanh. Tại lễ trình quốc thư của 14 đại sứ kiêm nhiệm các nước Costa Rica, Malta, Sudan, Zambia, Mauritius, Uganda, Ghana, Ethiopia, Guinea-Bissau, Rwanda, Gambia, Sierra Leone, Botswana, Bhutan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp của các đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam với các nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào phía đông của Bắc Biển Đông. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi hướng Tây, Tây Nam. Đêm nay và sáng mai có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày mai, tâm bão sẽ ở cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão sẽ đổi sang hướng Tây rồi Tây, Tây Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Đông. Toàn bộ tàu thuyền sẽ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Và chiều đến đêm nay, dự báo nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam mạnh. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều nay và chiều mai có mưa lớn diện rộng với lượng từ 40 đến 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lốc sét, gió giật trong cơn dông. Riêng Tây Nguyên, đề phòng sạt lở đất. Khu vực Trung Bộ chiều tối đến đêm nay mưa dông rải rác, có nơi mưa to trên 80 mm. Còn Bắc Bộ cũng có mưa dông rải rác trong chiều tối và đêm nay, có nơi mưa to trên 50 mm, đề phòng sạt lở đất ở các sườn đồi núi ta luy. Đến thời điểm hiện tại, khi mà nước lũ tại thành phố Yên Bái của tỉnh Yên Bái đã rút thì vẫn còn rất nhiều những tuyến phố bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngổn ngang với bùn đất, với rác thải ngập tràn, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Cụ thể là trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo vẫn đang trong tình trạng ngập sâu với bùn đất, cao nhất là gần 1 mét. Các phương tiện không thể di chuyển, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại con đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, thuộc tỉnh Yên Bái. Như quý vị có thể thấy là mặc dù nước lũ đã rút, thế nhưng con đường này vẫn đang ngập tràn trong bùn đất và rác thải. Hiện tại thì người dân ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà chưa có điện để sinh hoạt. Hiện nay thì các lực lượng chức năng đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng như là khắc phục những hậu quả do lũ bão gây ra. Cảnh tượng tan hoang, ngập ngụa trong rác thải với la liệt đồ đạc của người dân bị cuốn trôi đã kéo dài gần một tuần nay tại nhiều tuyến đường thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Người dân tại đây hầu như ai cũng lấm lem bùn đất, họ tất bật dọn bùn, bỏ đi những thứ hư hỏng và vớt lại những đồ gì còn dùng được. Nhà tôi mất hết bàn ghế rồi, mà tủ lạnh, máy giặt, giếc các thứ coi như là chăn màn dưới tầng 1 mà mất hết, mất điện và mất nước luôn. Mãi hôm nay là có giếng khoan thì mới hút được, phải dùng máy lổ. Đường bây giờ càng ngày càng ngập, chúng tôi chưa đi được. Thì thôi, cứu trợ có gì chúng tôi ăn cái ý. Tại vì có gạo người ta cho không nấu được. Vì tôm thì chỉ ăn sống thôi. Cái nhà tài trợ ta hàng ngày cho cơm hộp ấy, hai bữa, sao vết ấy.
không còn gì. Xót xa là mình coi như mất của mất cải, nên may mà cũng may mình còn sức khỏe. Không chạy kịp, chỉ chạy mỗi mình mẹ. Nước về thì nước ở tới đây rồi, không được cửa. Đến khi nước tới cổ thì chú đành phải đi nốt. Cái máy mía với cái máy rửa xe hỏng hết. Hơn 400 hộ dân ở đây vẫn bị cắt điện hoàn toàn, nước sinh hoạt thì nhỏ giọt. Còn tại một số trường học, nhiều thiết bị học tập bị hư hỏng nặng nề. Lượng bùn đất dồn ứ, thậm chí còn nhiều hơn tại các tuyến đường chính. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang ở trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt. Cái mức độ ngập ở đây được đánh giá là sâu nhất khi mà quý vị có thể nhìn trực quan, có thể thấy là các ghế đá thì đã bị ngập bùn đất hết rồi. Và cái mức độ ngập có thể lên tới đầu gối của tôi. Hiện tại thì ngôi trường này vẫn chưa có thể cho học sinh đi học trở lại. Lý do đó là ở trường nó ở vùng cái ngập trũng, vệ sinh tất cả đều trôi về cái sân trường này. Và đến giờ phút này cũng đã huy động tất cả các doanh nghiệp và của công an tỉnh đến hỗ trợ nhà trường trong việc san lớp để làm sao tổ chức học sớm nhất. Đến giờ phút này thì toàn bộ tuyến đường thanh niên và một số tuyến đường nhánh vẫn chưa có điện, nước rất yếu, do đó là cái việc mà dọn rửa vệ sinh và sinh hoạt người dân là cũng hết sức là khó khăn. Nếu như có khả năng là một tuần nữa thì sẽ sạch, mới sạch sẽ được. Bơm nước ở sông lên để đẩy bùn ra bờ kè, bà con cùng nhau đoàn kết làm, dùng mọi phương tiện để làm. Ai cũng đau đáu khi nhà cửa chẳng còn gì đáng giá sau cơn lũ lịch sử. Có nước mắt và có cả những nụ cười lạc quan. Sau cơn mưa, trời lại sáng và sẽ còn sáng hơn nữa với tình đoàn kết, lòng kiên cường của chúng ta. Tổng cục thuế vừa có công văn gửi 26 cục thuế địa phương để hướng dẫn giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Công văn nêu rõ, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai được gia hạn từ 1 đến 2 năm tiền nộp thuế tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế phần tổn thất do thiên tai. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường nếu có. Đối với thuế tài nguyên, doanh nghiệp được miễn, giảm thuế cho số tài nguyên bị tổn thất. Doanh nghiệp cũng được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu bị thiệt hại về đất và nhà. Đối với cá nhân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng thiên tai sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên. Khoảng 8 giờ tối qua, một nam công nhân đã tử vong sau sự cố sập giàn giáo thi công cống chui dân sinh thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Thời điểm xảy ra vụ việc, nam công nhân đang dọn dẹp mặt cống chui sau khi đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo thép bị đổ sập. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ. Tính đến thời điểm hiện tại, hai thi thể đã được tìm thấy sau hơn một tuần xảy ra vụ sập cầu Phong Châu của tỉnh Phú Thọ. Thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trên sông Hồng vào trưa ngày hôm qua, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 8 km về phía hạ lưu. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông này là chồng của nữ nạn nhân đã tìm thấy được trước đó vào chiều ngày 14 tháng 9. Thời điểm xảy ra vụ sập cầu, hai nạn nhân di chuyển bằng xe máy và bị rơi xuống sông Hồng. Hơn 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã được di chuyển xuống núi an toàn vào chiều ngày hôm qua. Các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm tại khu vực sân bóng của xã với hơn 20 lều đã dã chiến, điện chiếu sáng đã được lắp đặt. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, khu vực đến ở còn thiếu một số thiết bị điện nên người dân hiện được bố trí ở tại nhà văn hóa xã. Đây là các hộ dân đã tìm nơi lánh nạn trên núi hôm ngày 9 tháng 9 để tránh nguy cơ sạt lở. Còn hơn 30.500 người thuộc 6 huyện của Hà Nội đang phải sơ tán tránh ngập lụt, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố. 6 huyện trên bao gồm Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Đông Anh và Quốc Oai. Trong đó Chương Mỹ là huyện có số người còn phải sơ tán đông nhất với hơn 9.000 người. Để ổn định đời sống của nhân dân, huyện Chương Mỹ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 10 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang triển khai công tác hỗ trợ người dân thủ đô. Tính đến chiều ngày 15 tháng 9, số tiền hỗ trợ là gần 16 tỷ đồng. Từ khoảng cách giữa những bức ảnh trên mạng với hàng nhận được khi đi mua sắm trực tuyến, đến dung nhan của chàng trai cô gái mới quen qua mạng xã hội trong buổi gặp đầu tiên,
Gần đây còn có thêm cả chuyện hóa đơn chuyển tiền nữa chứ. Phải nói là khoảng cách giữa trên mạng và ngoài đời luôn có những cách bất ngờ để làm người ta thất vọng. Vâng thưa quý vị, sự vênh nhau giữa phô bày trên mạng và thực tế ngoài đời luôn kéo theo những tình huống dở khóc dở cười. Ở thời điểm này thì chuyển khoản và sao kê vốn dĩ phải là một phạm trù đồng nhất thì trong không ít tình huống lại bị cộng đồng mạng soi ra là chả mấy liên quan đến nhau. Vâng, cộng đồng mạng thời điểm này thể hiện rõ sức mạnh của số đông và sự kiên trì, không ngại khó, không ngại tìm kiếm giữa hàng chục nghìn những trang sao kê được công bố. Thậm chí là nhiều tài khoản mạng xã hội còn livestream trước màn hình máy tính để sẵn sàng check bất kỳ nội dung chuyển khoản từ thiện nào mà người xem yêu cầu. Thưa quý vị, quay ngược dòng thời gian một chút, quý vị có nhớ điểm bắt đầu của điều mà nhiều người vẫn gọi vui là chòm sao minh bạch này hay không ạ? Đó là từ mùa lũ năm 2020, hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đã được quyên góp gửi tới bà con vùng lũ miền Trung qua tài khoản của một số người nổi tiếng. Tuy nhiên, cách làm của các chủ tài khoản kêu gọi ủng hộ khi đó thì lại không thỏa mãn được sự minh bạch cần thiết mà cộng đồng mong muốn. Niềm tin vụn vỡ. Đến đợt thiên tai lần này thì vẫn với tinh thần tương thân tương ái ấy, nhiều cá nhân, nhiều tổ chức đã tìm đến những đơn vị uy tín như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam v.v. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp, thế nhưng mà những giao dịch ủng hộ đã về khi mà những giao dịch ủng hộ đã về đúng với quỹ đạo vốn có, cần có của nó. Thế nhưng rồi, vẫn có những vụ việc lùm xùm mới diễn ra. Thưa quý vị, thú thực là tôi chưa bao giờ hứng thú trong nhiệm vụ phải làm việc với những con số nằm gọn trong những hàng cột thẳng tắp như thế này cả. Thế nhưng lần này lại có chút khác biệt. Để ý một chút thì những hàng cột thẳng tắp này thì cũng ẩn chứa trong đó những góc nhìn về những gì đang diễn ra. Quý vị thích đọc cột nào nhất trong những bảng sao kê này ạ? Không có câu trả lời chính xác đâu. Nó tùy vào mục đích của mỗi người. Ví dụ như là việc tra cứu xem ai gửi bao nhiêu tiền chẳng hạn. Đây là điều mà nhiều người đã làm trong mấy ngày vừa qua và tất nhiên là cột nội dung chuyển khoản nhận được sự quan tâm đặc biệt nhất. Nhưng những dòng nội dung chuyển khoản ấy đáng tin đến đâu, nó lại là một câu hỏi khác. Bởi thực tế là một người có thể có nhiều cách để chuyển tiền ủng hộ cơ mà, đâu cứ phải là quy về một tài khoản đâu. Và bản thân dòng nội dung mặc định Nguyễn Văn A chuyển tiền chẳng hạn cũng có thể bị bất kỳ ai thay đổi theo ý mình cơ mà. Vâng, hẳn là quý vị vẫn còn nhớ đến chuyện tập thể rạp xiếc Trung ương ủng hộ gây xôn xao dư luận. Cá nhân gây ra vụ việc này là một nam sinh, tất nhiên là không liên quan gì đến rạp xiếc Trung ương. Nam sinh này đã tới cơ quan chức năng để giải trình và gửi lời xin lỗi. Nhưng mà dù mục đích của hành động này là gì, vô tình hay là cố ý, dòng nội dung chuyển khoản sai sự thật ấy cũng đã gây ra nguy cơ tổn hại đến uy tín cho cả một tập thể. Thưa quý vị, quả thực là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tung sao kê toàn bộ số tiền ủng hộ đã nhận được là điều nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Chuyện này cũng cho thấy là sẽ thật nguy hiểm thế nào khi mà ta nghĩ một thông tin là bí mật, nhưng hóa ra nó lại là một thông tin mà ai cũng có thể biết. Nếu biết trước, chắc chắn đã chẳng có bất kỳ một hành động phông bạt nào cả có thể diễn ra. Để thấy tầm quan trọng của việc sao kê này thì hãy đặt một câu hỏi ngược lại. Nếu như không sao kê thì sao? Thưa quý vị, một cách logic thì câu chuyện có thể diễn tiến như thế này. Những tấm ảnh chuyển khoản phông bạt kia vẫn sẽ được tung hô và được tin là có thật. Nó dẫn tới một việc, đó là mọi người tin rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được một số tiền ủng hộ rất lớn, lớn gấp cả chục, thậm chí là cả trăm lần con số thực nhận. Từ đó đẩy trách nhiệm giải ngân minh bạch đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nếu cứ mù mờ thông tin thì rất có thể những quỹ ủng hộ như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ bị mang tiếng là vào thì nhiều mà chi thì ở đâu nhỉ? Niềm tin sẽ không còn trọn vẹn nữa và cuối cùng những người khó khăn cần được ủng hộ sẽ nhận được ít sự giúp đỡ hơn. Công khai minh bạch cái số tiền mà của các cái cá nhân tổ chức ủng hộ để hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, tôi cho rằng là rất là đúng đắn, cần thiết, kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật. Tại nghị định số 93 năm 2021, quy định tại nghị định số 13 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên thì điều 17 của nghị định số 13 cũng quy định những trường hợp ngoại lệ, có nghĩa là trong một số các cái trường hợp thì cái việc công khai các cái thông tin đấy, các cái dữ liệu cá nhân đấy không cần phải sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu. Trong trường hợp mà thiên tai, dịch họa thì cơ quan sở hữu có quyền công khai những cái thông tin đấy mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu. Nào thưa quý vị, giờ khi mà nhiều người đang chú ý đến những dòng nội dung chuyển khoản này thì tôi xin được nhân đây có thêm một đóng góp nhỏ nhỏ và gửi gắm một thông điệp thế này. Góp bao nhiêu cũng quý, nên đừng có fake bill, tấm lòng mới quan trọng, đoàn kết vượt thác gành.
Thưa quý vị, vì giới hạn ký tự trong lời nhắn thế nên là chỉ có hai câu đầu được hiển thị trong chuyển khoản này thôi. Thế nhưng mà chắc chắn đây là chuyển khoản thật của tôi. Quý vị có thể kiểm tra trong đợt sao kê sắp tới đây của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, việc làm giả chuyển khoản để mà đánh bóng tên tuổi hay còn gọi là phông bạt ấy, đã bị mổ xẻ trong suốt những ngày vừa qua rồi. Và những ai tìm hiểu thì có lẽ cũng thấy một điều. Thực tế là không khó để mà liên hệ với những dịch vụ làm giả hóa đơn chuyển khoản đang xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội ngoài kia. Không khó để tìm kiếm dịch vụ làm giả hóa đơn chuyển khoản với bảng giá đa dạng và công khai trên mạng xã hội. Chỉ cần cung cấp thông tin và nhu cầu, bất kỳ ai cũng dễ dàng có một bill chuyển khoản như mong muốn. Thì 200, nói chung mình làm mới hoàn toàn, muốn sửa cái gì cơ. Bên đồng hồ dư ấy, bên kia nó cười có đủ. Bạn làm mất trong bao nhiêu? Được, là 2 phút. Dễ dàng, nhanh chóng, để có một hóa đơn chuyển khoản giả tinh vi như thật, nên việc sử dụng nó trong các hoạt động gian dối là hoàn toàn có thể xảy ra. Tùy theo mức độ, có thể là vi phạm đạo đức xã hội như những chiêu trò phông bạt vừa qua, cũng có thể là vi phạm pháp luật trong nhiều trường hợp khác. Cái người mà trực tiếp làm Photoshop để làm giả hay là cái người sử dụng cái chứng từ đó, cái giấy tờ đó thì đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo cái tính chất mức độ, những trường hợp cụ thể thì cái hành vi đấy có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ về cái việc là cung cấp, chia sẻ những cái thông tin sai sự thật lên trên mạng xã hội, và với cái mức xử phạt đối với cá nhân là từ 5 đến 10 triệu và tổ chức là từ 10 đến 20 triệu. Vâng, thưa quý vị, ủng hộ bao nhiêu tiền thì cũng quan trọng thật đấy, nhưng nó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cả cộng đồng đều tin tưởng để những hành động đẹp được nhân lên. Và cũng trong những dòng nội dung chuyển khoản từ danh sách sao kê ấy thì ta có thể tìm thấy rất nhiều những thông điệp ý nghĩa, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Bên cạnh những chiêu trò phông bạt đáng xấu hổ, nội dung trong sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào trước tình cảm của đồng bào cả nước gửi tới người dân vùng lũ. Trong đó có nhiều em học sinh với những lời nhắn mộc mạc, chân thành. Có những em nhịn ăn sáng để ủng hộ đồng bào 10.000, 30.000 đồng, vô cùng đáng quý. Cháu xin góp một phần sức nhỏ của mình cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam và mọi người dân chung tay giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn trong khoảng thời gian này. Cháu không có nhiều tiền, xin gửi một bữa sáng của mình tới đồng bào đang cố gắng chống chọi với bão lũ lụt ạ. Hy vọng tất cả mọi người bình an. Số tiền không thể tượng trưng cho tất cả. Xem sao kê cũng mới thấy, hóa ra bình thường, nhiều người vẫn có những chuyển khoản nho nhỏ đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, như ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kèm theo đó là những lời gửi gắm ý nghĩa. Ủng hộ nhà nước Việt Nam và giúp đỡ người dân. Chúc Tổ quốc mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Thưa quý vị, thực ra bên cạnh những lùm xùm vừa qua thì có một điều mà tôi vẫn cứ nghĩ, đó là việc chuyển khoản, ủng hộ đến các quỹ, đến các tổ chức uy tín là cách làm tất nhiên là tốt, là nhanh và hiệu quả nhất trong những lúc cấp bách rồi. Thế nhưng ở ngoài kia thì vẫn còn có những cá nhân và tổ chức đang làm hoặc là đang muốn đứng lên kêu gọi ủng hộ để thực hiện những dự án thiện nguyện với những quy mô khác nhau. Việc tốt thì cần nhân lên, tất nhiên là như vậy, nhưng cần phải làm đúng cách. Vậy thì cách làm ở đây là gì? Thưa quý vị, khách mời sau đây sẽ có thể đưa đến quý vị phần nào câu trả lời cho câu hỏi này. Đây là một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu về lĩnh vực hoạt động xã hội năm 2020, từng được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách ứng viên 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam. Thưa quý vị, và đây là vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, anh Hoàng Hoa Trung. Cảm ơn Trung đã đến với chương trình. Hôm nay chúng ta đang nói đến cái từ khóa là minh bạch trong các hoạt động thiện nguyện. Vậy thì qua mười mấy năm hoạt động thiện nguyện vừa qua này thì bạn với ekip của mình đã có những cái cách thức như thế nào để chạm được đến cái sự minh bạch đó, thỏa mãn được sự minh bạch đó đối với những người mà có những đóng góp cho quỹ của bạn? Thực ra thì câu chuyện về minh bạch nó không chỉ đơn giản là câu chuyện sao kê. Thì mình thấy rằng là để mà minh bạch được gọi là đơn giản hóa, hiểu dễ nhất cũng như là cộng đồng gọi là chấp nhận, gọi là đồng lòng nhất ý, đấy chính là câu chuyện là phải cho người ta biết được xem là tiền đấy là ai được nhận cũng như là triển khai về cái gì. Ví dụ như là câu chuyện nuôi em thì mỗi một em nhỏ đều có một người nuôi, và cái người được cho tiền đấy người ta biết được là người ta nuôi em nào, và họ được thầy cô giáo cũng như là nhà trường cập nhật thông tin, cũng như là họ được lên trực tiếp cái em nhỏ đấy để được đi thăm các em đấy mỗi năm 2 lần, cho nên bản chất họ được biết đấy là ai. Còn nếu ví dụ như những câu chuyện về xây trường, xây cầu, xây nhà, xây các cái làm những cái phòng tin học thì bọn mình đều có cái website có thể hiển thị toàn bộ tất cả 610 công trình đấy là ở đâu. Ngày xưa
cái album ảnh ngày xưa nó như thế nào, khi mà được xây dựng thì mỗi một tuần nó được biến chuyển ra làm sao và cái album hoàn thiện nó như thế nào. Thậm chí rằng là có những cái trường, có những cái cầu là bên mình kết nối thẳng từ nhà tài trợ chuyển thẳng về cho địa phương, còn nếu mà có thông qua bên mình thì cũng sẽ đưa về cho trung ương đoàn lại điều phối về các cái tỉnh đoàn để mình xử lý. Cho nên đấy cũng là một cái cách để cho bên mình có thể minh bạch được. Sau đó thì bên mình sẽ làm thêm một thao tác nữa, đấy là in cái QR code lên trên cái trường đó. Thì khi mà họ lên cái trường đó, cái nhà đó, họ có thể quét QR code và họ lại quay trở lại được cái website, thì họ sẽ được biết rằng là à ok, chúng tôi đã tài trợ vào chính cái điểm trường này, chính cái nhà này, và với cái 1.000, 2.000 đó thì nó đã được thành như thế này. Vậy thì theo cảm nhận của bạn, với cái cách làm, với những mô hình như vậy, với sự minh bạch như vậy, thì nó đã mang lại những kết quả như thế nào, những giá trị ra sao đối với người đóng góp, đối với người nhận và đối với cái ekip vận hành của bên bạn? Khi mà mình làm rõ ràng những cái mô hình như vậy sẽ vô tình chung giúp cho mọi người cực kỳ dễ dàng để mà tiếp cận thông tin, cực kỳ dễ dàng để mà quyết định làm tài trợ, và cực kỳ dễ dàng để người ta có thể rằng là quan sát và theo dõi. Và khi đó thì họ lại có một cái cảm giác là à, mình khi mà mình đã tin rồi thì mình lại lan tỏa đến cho rất nhiều người khác để có thể cùng làm với nhau. Cho nên bản thân đội nhóm của Trung cũng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều so với cái câu chuyện là phải đi làm thế nào để kết nối được cộng đồng. Mà chính khi mà làm được tốt những cái việc là thành quả như vậy, thành sản phẩm nó ra như thế, thì chính cộng đồng lại là người đi truyền thông, chính cộng đồng lại là người đi giới thiệu cho bọn mình. Thế là nhiều khi bên mình chỉ có cái nhiệm vụ đấy là làm thế nào để khảo sát cho thật chuẩn, làm thế nào để vận hành cho thật chuẩn. Còn cái câu chuyện để mà truyền thông hay gây quỹ thì đều là do cộng đồng gọi là tin tưởng cũng như là yêu thương, để cộng đồng tự làm với bản thân mình. Cái bản thân những cái người mà được nhận hỗ trợ thì cái số lượng đấy nó lại còn được nhiều hơn. Bởi vì khi mà ví dụ như là ban đầu bên mình cũng chỉ định làm khoảng 10-20 cái nhà hạnh phúc một năm. Nhưng tuy nhiên thì khi cộng đồng quá là mong muốn hỗ trợ đóng góp thì nó lại có thể lên được 4-50 cái nhà hạnh phúc một năm. Bây giờ có một lời khuyên nào đó cho những cá nhân và tổ chức ở ngoài kia, nếu như họ đang muốn đứng lên kêu gọi quyên góp từ phía cộng đồng để thực hiện những hoạt động thiện nguyện, thì bạn có lời khuyên gì dành cho họ? Trung thì có hai cái câu hỏi luôn luôn đặt cho đội nhóm của mình. Thì câu hỏi đầu tiên đấy là ngoài mình ra, ngoài cái đội nhóm của mình ra thì còn nhiều đội nhóm tình nguyện nào có làm cái chương trình này hay không? Cái câu thứ hai đấy là nếu mà mình không làm thì có cái điều gì xấu xảy ra hay không? Thì thường là khi mà vượt qua được hai câu hỏi này thì bắt đầu mình mới tiếp triển khai đến những cái vấn đề tiếp theo. Sẽ có cái app thiện nguyện, chúng ta có thể nhìn được hết được những cái sao kê. Và khi mà mình triển khai thì mình cố gắng là làm việc thêm với chính quyền địa phương và mình phối hợp chặt chẽ với họ. Thì khi mà chuyển ra đồng tiền đến những cái cơ quan đó và mình làm thiện nguyện thì thực sự rằng là cộng đồng sẽ rất dễ tiếp nhận, cũng như là họ rất đánh giá là sự minh bạch nó đến một cái tận cùng. Đấy là đến những cái nơi cần được những cái sự hỗ trợ đó. Cảm ơn Trung đã đến với chương trình. Thưa quý vị, hôm nay là ngày Tết Trung Thu, Tết đoàn viên. Mỗi người đều hẳn là có những ký ức đẹp đẽ của riêng mình. Với nhiều người thì bánh Trung Thu, bánh nướng, bánh dẻo là một thức quà được yêu thích. Tại Hà Nội thì có một cô gái đã tạo ra chiếc bánh Trung Thu khổng lồ nặng tới 30 cân, mang mô hình của làng quê Bắc Bộ. Chiếc bánh nhân đậu xanh thơm ngon hấp dẫn ấy không phải để bán, mà là để mở cửa những hồi ức tươi đẹp trong mỗi người về mùa trăng tròn. Mình là Thùy Dương, năm nay mình 29 tuổi. Mình thì rất là yêu thích những hình ảnh đẹp của làng quê Bắc Bộ với những mái ngói, tường rêu phong hay là hàng cây cau trước nhà. Và mình rất là mong muốn được truyền tải những hình ảnh này vào một chiếc bánh đặc biệt nhân dịp Trung Thu. Mong muốn biến ý tưởng thành hiện thực, Thùy Dương đã bắt tay vào thực hiện. Có kinh nghiệm làm bánh nhiều năm, thế nhưng thử thách lần này không dễ dàng. Hoàn toàn là những cái chi tiết là mình thực hiện bằng tay, nên là nhiều khi là nó cũng không thể nào mà chính xác được hoàn toàn. Ví dụ như là trong cái lần mà chúng mình làm cái phần mái ngói thì đã phải gỡ ra hơn 300 viên để mình làm lại. Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, thế nhưng Thùy Dương lại chọn rẽ ngang sang làm bánh. Không chỉ là những chiếc bánh ngon đẹp mắt, cô gái trẻ mong muốn chiếc bánh của mình chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Mình nghĩ cái công đoạn khó và quan trọng nhất đấy là điều khiển màu sắc ở trên bánh. Bởi vì là nếu như mình không thể truyền tải được cái hồn vào trong cái tác phẩm của mình ấy, thì nó sẽ rất là khó để có thể trở nên sinh động và chạm đến hồi ức của mọi người. Sau 5 ngày đêm miệt mài, với 4 người cùng thực hiện, chiếc bánh Trung Thu nhân đậu xanh nặng gần 30kg mang dáng hình của một làng quê Bắc Bộ cổ kính, thu nhỏ đã được hình thành.
cái điểm ấn tượng của mình là mình không nghĩ là đây là một chiếc bánh trung thu. Nó quá là đẹp và khi nhìn chiếc bánh này thì mình nhớ tới gia đình của mình. Khi mà mình nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên thì mình nghĩ là nó làm từ đất sét. Sau khi mà mình biết nó là một chiếc bánh trung thu, mình cảm thấy là ngạc nhiên vỡ òa luôn. Và mình thấy cái hình ảnh ấy rất là thân thuộc với quê ngoại của mình. Ngày bé thì mình vừa nhìn thấy những cái ngôi nhà mái ngói như này. Cùng với chiếc bánh mô hình làng quê Bắc Bộ, những chiếc bánh trung thu tranh dân gian Đông Hồ cũng được Thùy Dương kỳ công thực hiện. Không chỉ là một thức quà của mùa trăng tròn, những chiếc bánh đặc biệt còn là chìa khóa mở cửa phần tươi đẹp mang tên hồi ức trong mỗi người. Giới chức Myanmar hôm qua cho biết số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt do bão Yagi ở nước này đã tăng lên 226 người. Ngoài ra vẫn còn 77 người khác đang mất tích. Bão Yagi khiến ít nhất 226 người thiệt mạng. Lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục thị trấn trên khắp đất nước Myanmar. Ước tính 9 khu vực và bang bị ảnh hưởng do bão Yagi, hơn 430 nơi trú ẩn đã được thiết lập cho các nạn nhân lũ lụt. Lũ lụt cũng đã làm hư hại hơn 2.000 ngôi nhà, hơn 110 tòa nhà, hơn 1.000 trường học và nhấn chìm khoảng 260 hectare cây trồng. Thủ tướng Thái Lan Prithothan Sinawat đã quyết định thành lập một trung tâm quốc gia để theo dõi tình hình lũ lụt trên cả nước. Cùng với đó là ủy ban mới để điều phối các nỗ lực ứng phó lũ lụt và phục hồi sau lũ lụt. Thông tin thêm từ các phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại ASEAN. Thủ tướng Prithothan cho biết sẽ triệu tập cuộc họp để thành lập trung tâm cứu hộ nạn nhân lũ lụt quốc gia, ủy ban chỉ đạo các nỗ lực ứng phó lũ lụt chính thức và một ủy ban khác theo dõi tình hình lũ lụt lở đất. Đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước tham gia cuộc họp để bàn cách xử lý tình hình tốt hơn. Thủ tướng Prithothan cũng cho biết các kế hoạch ứng phó lũ lụt và phục hồi sau lũ lụt bổ sung sẽ được thảo luận tại cuộc họp nội các diễn ra trong ngày hôm nay, 17 tháng 9. Còn theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai, kể từ ngày 16 tháng 8 đến nay, khoảng 130.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Bắc, Đông Bắc và một phần đồng bằng miền Trung Thái Lan. Và hiện một số tỉnh ở khu vực này vẫn đang phải đối mặt với lũ lụt đáng kể, nhất là các tỉnh dọc sông Mekong. Để hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, chính phủ Thái Lan cũng sẽ chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc khảo sát các khu vực bị ảnh hưởng để tính toán thiệt hại và tài chính cần thiết để hỗ trợ cho các nạn nhân. Đồng thời đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng cần đối lại ngân sách để có thêm nguồn lực cho những nỗ lực cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Ngọc Phương, phóng viên Việt Nam thường trú tại ASEAN. Một đường ống khí gas ở ngoại ô thành phố Houston, bang Texas của Mỹ ngày hôm qua đã phát nổ và bốc cháy thành một cột lửa khổng lồ. Vụ nổ xảy ra vào buổi sáng tại La Porte, cách Houston khoảng 40 km về phía tây nam, đã gây ra hỏa hoạn cho một số nhà dân ở khu vực lân cận. Chính quyền thành phố cũng ngay lập tức đưa lực lượng cứu hỏa đến để dập lửa và sơ tán người dân khỏi khu vực này. Khu vực xảy ra sự cố nổ có nhiều nhà máy lọc dầu, có nhiều đường ống dẫn khí ga và các hóa chất nguy hiểm giao nhau. Chính quyền địa phương đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Bão Boris gây mưa lớn và lũ lụt tại nhiều nơi của châu Âu. Theo thống kê, đến thời điểm ngày 16 tháng 9 đã có 16 người bị thiệt mạng, nhiều người khác vẫn mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi những khu dân cư bị lũ càn quét. Bão Boris đã gây mưa lớn bất thường tại các vùng của Áo, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania và Slovakia. Những người dân ở đây cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng đến mức này. Trong những ngày qua, mưa lớn do bão đã làm ngập đường phố và nhấn chìm toàn bộ khu dân cư ở một số nơi, đồng thời khiến giao thông công cộng và nguồn điện bị tê liệt. Hàng chục nghìn tình nguyện viên đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu ngập lụt. Nhà chức trách địa phương đang lo ngại sẽ có nhiều thiệt hại hơn trong những ngày tới. Người dân Cộng hòa Séc đang gấp rút bắt tay vào dọn dẹp và đánh giá thiệt hại do trận lũ lụt lịch sử vừa qua khiến cho nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, nước lũ gần rút để lộ những chiếc ô tô bị hư hỏng và các mảnh vỡ bị lũ lụt quét qua trên đường phố. Nhiều người dân địa phương đã ví tình cảnh sau lũ giống như trong các bộ phim về ngày tận thế, khi nhiều nhà cửa, đồ đạc bị phá hủy, cầu đường bị ngập sâu trong bùn đất. Theo Bộ Môi trường Cộng hòa Séc, lượng mưa lớn kéo dài đã khiến khả năng hấp thụ của đất và rừng bị đẩy lên mức tối đa. Do đó, nhiều khu vực khác của Séc sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt khi mưa lớn tiếp tục trong những ngày tới. Chính quyền Cộng hòa Séc hiện đã thiết lập đường dây nóng để phục vụ người dân trong tình trạng khủng hoảng liên quan đến lũ lụt. Người dân tại Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, đã phải tạm gác lại nhịp sống bận rộn thường thấy trong những ngày hôm qua 16 tháng 9 để trú ẩn tại nhà, tránh bão Benbinka. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong hơn 70 năm qua từng ập vào thành phố này và những gì nó để lại là một cảnh tượng tan hoang trên đường phố.
Bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải với sức gió tối đa gần tâm bão lên đến 151 km/h, tương đương cấp 14 và vượt qua Gloria, để trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công trực tiếp vào thành phố này trong hơn 7 thập kỷ qua. Ảnh hưởng trực tiếp từ bão khiến thành phố đông dân này bước đầu ghi nhận một số thiệt hại, bao gồm một người bị thương, 4 ngôi nhà bị hư hại, hơn 10.000 cây xanh bị quật ngã, đất nông nghiệp bị ngập lụt và một số nơi bị cắt điện. Tôi nghe báo đài nói rằng đây là cơn bão lớn nhất ập vào đây kể từ năm 1949. Nhưng tôi đã từng phục vụ trong quân ngũ, nên những tình cảnh mưa to gió lớn như thế này đều đã trải qua cả. Giờ tôi ra ngoài để xem tình hình như thế nào. Nhìn xung quanh thì mọi thứ dường như vẫn ổn, nhưng ở khu nhà tôi thì đang cắt điện tạm thời. Nhưng tôi không biết bão có còn mạnh lên hôm nay hay ngày mai không, nên chúng tôi khá là lo lắng và muốn chuẩn bị thêm đồ dự trữ để phòng bão. Bởi nếu bão quay lại thì sẽ không thể ra ngoài được. Nên nếu thấy thời tiết đỡ mưa bão là tôi ra ngoài mua đồ ngay. Trước đó, 25 triệu cư dân thành phố được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà, trong khi hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán khỏi những ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ trên đường đi của bão. Lực lượng cứu hộ của thành phố cho biết đã nhận được tổng cộng hơn 8.000 cuộc gọi nhờ hỗ trợ, chủ yếu là các tình huống cứu hộ khẩn cấp, cây ngã đổ hoặc cúp điện. Rất may là không có báo cáo về trường hợp thiệt mạng. Đến nay, cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương đã ra quân triển khai dọn dẹp cây đổ, đường ống bị vỡ và các thiệt hại khác tại khu dân cư. Chúng tôi tuần tra thường xuyên dọc bờ biển và các đường đê. Tại những nơi dễ ngập úng nước thì chúng tôi sẽ tìm cách điều hướng để thoát nước kịp thời. Cũng nhờ có hệ thống giám sát qua video nên lực lượng cảnh sát có thể nhanh chóng xử lý các vấn đề khẩn cấp. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo diễn biến của cơn bão Bebinca vẫn khá phức tạp, bởi tác động mạnh nhất của nó không phải ở giai đoạn vừa mới đổ bộ mà có thể gia tăng sức tàn phá về sau. Đến đầu giờ chiều qua, mắt bão đã di chuyển từ Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô lân cận, nhưng dự báo mưa sẽ tiếp tục ở Thượng Hải trong hôm nay. Trung Quốc đã phát hiện gần 5 triệu tấn nguyên tố đất hiếm, vốn quan trọng đối với sự phát triển công nghệ tại một trong những khu vực nghèo nhất nước này ở tỉnh Tứ Xuyên. Theo tờ South China Morning Post, thông tin trên được các chuyên gia về đất hiếm công bố tại một hội nghị do Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc tổ chức vào tuần trước. Đất hiếm quan trọng đối với sự phát triển của công nghệ từ xe điện đến tuốc pin gió, robot và vũ khí quân sự. Gần 5 triệu tấn đất hiếm đã được tìm thấy tại châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc, một trong những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn nhất cả nước. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc hiện xác định đất hiếm là tài nguyên khoáng sản chiến lược liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, do đó đã hạn chế cung cấp và xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm.